Chào tất cả các cháu, chúng là thạc sĩ kiến sư Lý Trung Quỳnh, hiện tại đang ở đây có cái hành trình. Hôm nay chúng có mấy bài tranh vẽ màu nước, bài dạng người vẽ màu nước của học sinh cũ của chú, vẽ tặng lớp và tặng cho chú, muốn chia sẻ và khoe với các cháu thôi. Đây là bài của học sinh cũ của anh Việt, học đại học mỹ thuật Việt Nam. Đã tặng chú vào ngày 27 tháng 6 năm 2020. Thì bố anh Việt học chú được 2 năm, học vẽ chú được 2 năm rồi. Và đã qua Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2018. Số danh là MTH 277. Thành họa được 8,5 và màu được 8 điểm. Hiện tại thì Việt đang học năm thứ 2, năm thứ 2 của Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Đây là bài thi ở trong trường Mỹ thuật Việt Nam của Việt. Thì sau khi thi hết môn xong thì thầy giáo thầy không thu lại, không giữ lại bài, thì Việt mang bài này tặng cho lớp vẽ, tặng cho chú thôi. Đấy, đây là ba bài mà tiêu biểu nhất thì muốn khoe với các cháu. Còn lại thì những bài khác thì thầy Việt anh cũng vẽ bài có ủ trì rất đẹp, thì dư khác cũng chia sẻ. Đây là bài hình mạng người nam thanh niên ngồi ngồi này. Ngồi ngồi đây là Việt vẽ toàn thân, màu sắc rất tốt. Đây là một cô gái thiếu nữ với bú bê cũng được. Tả xa là rất tốt này. Các cháu để ý là anh nhấn chỗ này đang lên, đến tối lên sáng lên cũng còn cái chân cái xa mà sao mờ đi này, tức là sao là gần rõ sao mờ mà, thì cái phần gần sáng này anh nhấn đậm lên này, ta đậm lên phần này mờ mờ phần này đúng không, phần này sao sáng hơn mờ hơn này, xa cũng mờ hơn này. Các cháu mà vẽ và thi vào trường tập mỹ thuật Việt Nam ấy, hay là kiến trúc thì lưu ý một chút về sao hơn nhé. Ví dụ phần gần phần này tả rõ đúng không, phần sai sáng hơn mờ đi. Các cháu để ý những phần tay này, phần chân này, cái đùi này không thể bằng đùi này được đúng không, để rõ hơn. Tương tự như thế này, cái phần tay này, phần gần mắt này tay tả rõ hơn đúng không, đùi bên này tay bên này tả rõ hơn, còn tay bên này tả mờ hơn này, chân này tả mờ hơn này, gần rõ này, gần đậm xa mờ đúng không? Cái phần bàn chân này hơi dài, ngắn thì chúng ta tốt hơn. Đây là một trong những bài tốt của trong trường mỹ thuật. Hay đây là bài vẽ màu nước trên giấy can sơn của Việt. Hiện tại Việt đang học năm đại học năm thứ hai đại học mỹ thuật Việt Nam. Tiếp theo là bài này là bài của Việt này. Ba bài này là Việt thấp. Vẽ màu nước. Đó thì phần gần này, phần mặt này, tay này, chân này. Phần này phần gần đúng không? Phần này phần xa này. Thì nó là sơn là phần rộng này, xa mờ này. Nhưng mà ở đây rộng là xa mờ này. Đó, chứ không rõ ràng, tại vì hai cái đoạn này nó gần như bằng nhau đúng không? Tức là gần như là cái phần này, phần đùi này, đùi này gần như là nó cái độ xa gần nó ít hơn, cho nên nó không có như cái bài này. Ví dụ bài này là gần đậm xa mờ, bài này là đậm xa mờ này, nó rõ hơn, nó rõ hơn cái này đúng này, cái này cũng là đúng này, tại vì cái phần này nó xa hơn phần này nhưng mà nó xa hơn ít hơn đúng không, nó chênh nhau màu này, chênh cái này là vừa phải là đúng rồi. Ta sẽ dùng các cháu tả kỹ lên một chút nhé. Mặt, mặt, mặt tả kỹ. Đấy là bài Việt Di mới tặng chú này. Đấy. Đây là chữ ký của anh ấy là hình con cáo ấy. Cái đầu này, cái miệng ấy. Mặt này, tai này, đùi này, chân này. Cũng rảnh rỗi thì chú livestream ấy. Đây là live stream.
vài học sinh vừa lớp xuống để chia sẻ với cháu. Đấy, các cháu nào mà học ở trong lĩnh thuật rồi thì có thể tham khảo nhé. Đây là chúng quay khung cảnh ở từng bài một. Đây là bài của anh thanh niên này. Đấy. Chống tay vào cằm. Phần chân dung thì Việt Jin tải rất là kỹ. Đây là chữ ký của anh Việt Jin này. Việt Jin tức là Việt còn Jin ý. Còn Jin hay không thì chúng không biết. Nhưng mà cứ con trai chưa có gọi là còn Jin đúng không? Đây này. Đấy, Á Khoa Đại học Mỹ thuật Việt Nam 2018 nhé. Số danh đây. Học sinh lớp của chú thì hàng năm đỗ đại học điểm cao thì chú đều lưu lại số danh hết. Để các cháu nào mà không tin ý, thì có thể search tìm số báo danh trên mạng đúng không? Để tìm cái số điểm thật sự xem đúng điểm này không? À, không như một số lớp khác cứ nói là học sinh đỗ thủ khoa Á Khoa nhưng mà lúc mà hỏi số báo danh bao nhiêu cũng chẳng biết số báo danh bao nhiêu cả đúng không? Lớp chú thì học sinh đỗ là điểm cao thì chú đều lưu lại số báo danh hết. Số báo danh để chứng minh là học sinh của chúng thật đúng không, chứ không phải ảo. Tiếp theo là xong bài cô gái này. Đây là một thiếu nữ. Bài của anh Việt Jin. Thiếu nữ này chắc khoảng tầm 20 tuổi thôi, không già lắm. Các cháu nhìn anh vẽ cứng tay này thôi nghĩ là người mẫu này khoảng hơn 50 tuổi, mà thực ra người mẫu này chắc chỉ tầm 18 đôi 10 thôi. Sau khuôn mặt trẻ trung này cơ mà vú về cũng cao tròn đúng không, không thể ngoài 50 được. Đây là chữ ký của anh Việt Jin này. Anh tả xa gần rất tốt này. Tay phía gần nhấn đậm lên để phía xa mờ đi. Đuối thế. Còn đây là sao anh thanh niên này. Anh thanh niên này thì độ tuổi chắc phải tầm 20-25 thôi, chứ không già cho các cháu nghĩ đâu. Vẽ lên tranh trông này thôi, trông gầy gò ốm yếu này thôi, khoảng tầm 50 tuổi thôi, chứ còn thực tế chắc thì chỉ tuổi đôi mươi thôi. Các cháu nhìn xem. Đấy. Đầu ti đầu tiết càng tròn nhé. Đây là một bài vẽ toàn thân. Đây là bài Việt Jin anh vẽ tặng cho chú vào ngày 27/6/2020, tức là ngày sinh nhật của con trai chú đấy, ngày sinh nhật của cu Tấu ấy.
Dạ chú phải làm một khung luôn. Ngoài ra lớp chú còn có rất nhiều học sinh khác của Đỗ Mỹ Thuật Việt Nam thì mấy năm trước, ví dụ như của Linh Chi này. Đây, ví dụ là bài của Linh Chi này. Đây, bài lễ hội Đâm Châu của Linh Chi hay là Chi Bé. Hay là lễ hội A Đăng này của Linh Chi này. Đỗ Mỹ Thuật Việt Nam vào năm 2016. Năm 2016 tức là bây giờ là năm thứ tư rồi. Đây bài của Minh này. Bài tạo của Minh này. Cũng học mỹ thuật Việt Nam năm thứ tư rồi. Đây là bài của Thảo Bé này. Thảo Bé mà mặt xinh xinh ý. Và từ khi ra trường đỗ rồi chưa đến về lớp chơi bao giờ thì phải đến về lớp chơi được một hai lần. Đây là tranh chấm của Việt Jin tặng của chú. Đây là bức tranh nét của Việt Vin. Việt Vin tức là Việt Quản Vin. Quản Vin thì không, chú không biết đâu nhá. Đấy, các cháu nào muốn làm quen tự tìm hiểu. Thầy có ngoan hiền thì chúng gọi là Jin thôi. Video này chúng kết thúc ở đây thôi. Các cháu xem video mà thấy hay thì bấm like và chia sẻ video giúp chú nhé. Chú trân trọng cảm ơn. Các cháu bấm like và chia sẻ video để chú có động lực để làm những video tiếp theo để hướng dẫn cho các cháu vùng sâu vùng xa và không có điều kiện đồng vẽ thì có thể theo đuổi đam mê của mình. Chú trân trọng cảm ơn.